Thưa quý vị, thưa các bạn, trong số 39 dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp nộp hồ sơ đàm phán mua điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, hiện đã có 5 dự án đầy đủ hồ sơ pháp lý có thể vận hành thương mại để hòa lưới điện quốc gia. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại buổi họp báo chia sẻ các thông tin liên quan đến tình hình cung ứng điện vừa qua. Năm dự án năng lượng chuyển tiếp có thể vận hành thương mại và phát điện được ngay là nhà máy Nhơn Hội giai đoạn 2, Tân Phú Đông 1, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 3, Trung Nam Thuận Nam. Cụ thể, các dự án này đã đủ điều kiện tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, gồm kiểm tra công tác nghiệm thu, giấy phép hoạt động điện lực, chủ trương đầu tư được gia hạn. Đến ngày 26 tháng 5, EVN đã hoàn thành gia hạn thỏa thuận đấu nối cho tất cả các dự án, kể cả một số dự án chưa có đường dây đấu nối. Thủ tướng nói là phải công bằng, minh bạch, không được gây khó dễ. Và như tôi nói hôm trước, những cái thủ tục nội bộ nào mà chúng ta cảm thấy là gọi là nó rườm rà, không cần thiết, thì chúng ta phải đơn giản hóa tối đa để nó nhanh. Cái phần của EVN thì đồng chí tổng đốc cũng phải quán triệt. Cái đấu nối hôm trước chúng ta cũng nghe thấy một số nhà đầu tư nói là cái đấu nối phức tạp. Thì tôi đã yêu cầu EVN là công chí lúc đấy báo cáo là đã giải quyết hết trên toàn quốc rồi. Việt Nam đang ở giai đoạn cuối mùa khô, nhu cầu điện trong ngày nắng nóng tăng cao. Theo kế hoạch, Bộ Công Thương đã duyệt phụ tải là 808 triệu kWh trên ngày. Nhưng vừa qua, tính đến hết ngày 25 tháng 5, công suất trung bình ngày lên tới 818 triệu kWh trên ngày, tăng 8%, và cũng đã có một số kỷ lục. Đó là sản lượng trung bình lên tới 923 triệu kWh vào ngày 19 tháng 5, với công suất đạt 44.660 MW. Trong khi đó, việc chuẩn bị nguồn còn một số khó khăn làm cho tình hình cung ứng điện phức tạp hơn. Tại cuộc họp, Bộ Công Thương cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang chỉ đạo rất sát sao bằng mọi nỗ lực đáp ứng nhu cầu đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Đảm bảo nhiên liệu, than, dầu, khí, đảm bảo độ tin cậy tổ máy, rồi huy động hợp lý các nhà máy, các cái hồ thủy điện, rồi tiết kiệm điện, rồi vân vân. Những cái giải pháp đấy là phục vụ tiêu chúng ta là chúng ta phải kiểm soát được tình hình, chỉ đạo Thủ tướng là chúng ta phải. Thì với cái công suất nguồn như này thì nếu chúng ta đảm bảo được đầy đủ các cái độ tin cậy tổ máy, nếu không có sự cố, đặc biệt là không có sự cố dài ngày có thì phải xử lý ngay, thì tôi tin là chúng ta có thể vượt qua được đấy, để đảm bảo đúng. Năm 2023 sẽ có thêm một số khó khăn về nguồn. Một số tổ máy công suất lớn sửa chữa kéo dài như tổ máy nhà máy BOT Nghi Sơn 2, Vũng Áng 1. Điều này làm cho tình hình cung ứng điện phức tạp hơn. Phụ tải trong những ngày tới dự báo tăng trưởng 830 triệu kWh trên ngày. Tuy nhiên, trước tình hình khó khăn nêu trên, Thứ trưởng Đặng Hoàng An khẳng định sau rất nhiều giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ tập trung quyết liệt chỉ đạo, Bộ Công Thương, EVN và các đơn vị liên quan đã thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo nhất quán của Thủ tướng Chính phủ trong việc bảo đảm cung ứng điện. Đến thời điểm này, việc thực hiện đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy vẫn đang được thực hiện. Việc toàn xã hội chung tay thực hành tiết kiệm điện sẽ góp phần cùng ngành điện vượt qua những khó khăn trong cung ứng điện.